chiếc xe cuốc làm xong rồi các bạn, sẵn sàng xuống phà để mình quay cái cách anh tài xế anh xuống phà như thế nào nữa các bạn. Các bạn ơi hãy nhớ xem và like ủng hộ kênh Thái Dầu TV. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái nữa mình chặt ba chút vỏ. Xe cuốc này anh dẹt đường để anh lên anh xuống phà đó các bạn ơi. Thank you.
biết rồi. Liếc cái gì mà liếc?